Vợ mình nói wow, này nấu phở gà luôn. Dùng thử thì thấy tiện lợi mà không mất đi hương vị truyền thống. Nguyên một bữa ăn với nhiều món khác nhau mà lại vừa ý cả nhà. Là một đầu bếp chuyên món Việt, tôi thấy các sản phẩm của Simply Food tươi mà dễ bảo quản, vẫn giữ được độ dai mềm và thơm ngon, phù hợp với tiêu chuẩn của nhà hàng. Mình thậm chí còn nghĩ ra vài món mới để tạo bất ngờ cho vợ nữa. Thực khách cho phản hồi rất tốt, họ rất hài lòng. Con tôi kêu chứ, mẹ ơi, cho con thêm tô bún nữa nha. 5 sao, ai cũng thích. Cảm ơn Simply Food nhiều nha. Simply Food, tự hào sản phẩm đến từ quê hương. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân thương. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một ngày trời nắng rất là đẹp tại California. Rất là vui gặp gỡ tất cả quý vị. Và hôm nay Đức Tiến cũng rất là vui được đón chào hai người mà Đức Tiến rất là yêu mến cùng đến để chia sẻ niềm vui và cùng chia sẻ với Tiến những món ăn ngon, đặc biệt là những món ăn ngon của người Việt Nam chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ từng gặp gỡ với hai người Tiến rất yêu mến, đó là danh ca Hương Lan và chị Lợi đến từ Florida. Hello Hương Lan, xin thân ái kính chào tất cả quý vị. Dạ vâng, phải nói là hôm nay Đức Tiến rất là vui được chị Hương Lan và cũng như chị Lợi Florida đến đây để mà chia sẻ Đức Tiến những cái món ăn ngon. Và hôm nay Tiến thấy trên bàn có rất là nhiều thứ đã chuẩn bị sẵn và không biết chị Hương Lan sẽ nấu món gì đây cho chưa đãi mọi người ạ. Hôm nay thì Hương Lan nhận được bún tươi của Simply Food. Thì mình sẽ nấu cái món đầu tiên hôm nay. Chị mình gặp nhau thì món này chị rất là thích. Đó là món bún riêu. Mà nấu theo cái kiểu của Hương Lan thôi. Bún riêu Hương Lan. Hương Lan. Còn mình không dám so sánh với những người khác, tại vì có nhiều người mỗi người nấu một kiểu cách khác nhau. Đúng mà rồi. Cái này Hương Lan học được ở một người bạn ở Việt Nam. Dạ. Cũng dạy Hương Lan từ nhỏ. Nhưng mà rồi mình cũng không có nấu, nhưng khi qua Pháp được á thì là bắt đầu phải thích thì nấu ăn ở nhà, chứ bên Pháp cũng không có tiện lợi mà cũng có không nhiều món ăn giống như ở bên Cali mình. Dạ. Đó, thành ra thời gian bên Pháp là cái thời gian cho mình học được nhiều hơn. Dạ. Và ở đây hôm nay tôi giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn món bún riêu Hương Lan. Không có giống ai nha, nó kiểu Hương Lan nha. Giống Hương Lan thôi nha. Đầu tiên là cảm ơn chị Hương Lan nè, và hình như em thấy là trên bàn chị đã muốn những món gì đâu, giới thiệu cùng quý vị ha. Bây giờ ở đây trước hết dĩ nhiên là mình phải có món cà chua để cho món bún riêu. Dạ, có cà chua ha. Dạ. Có cà chua. Và đây là món thịt cua. Và thịt heo xay. Để mà mình làm vào cái món cái cua ở trên á. Dạ. Cái cua bên Việt Nam mình như Bắc họ làm thì có cua họ làm họ giả cua, nhưng mà bên đây mình giả cua không có nổi. Dạ. Mình mua cua thịt thôi. Rồi mình pha trộn vào đó. Bây giờ là mình chỉ pha cho tất cả các bạn thấy là ở đây là món thịt xay. Rồi ở đây cua. Đây thì em lấy thêm cho chị ha. Em lấy thêm cho chị cái cua. Cua này thì quý vị có thể mua ở rất là nhiều chợ Việt Nam cũng có nè. Rồi chợ Mỹ cũng có, nhưng mà Tiến mua cái cua mà thịt cua này á là Tiến mua ở chợ Việt Nam. Mà thật sự là cũng không có rẻ đâu nha chị nha. Cái cua này rất là ngon mà giá nó cũng 20 đồng đó. Đó, từ cái cua này mình mới lấy mình trộn với lại thịt xay, thịt heo xay. Dạ. Rồi. Và đồng thời lúc đó thì bây giờ ở đây này chị Lợi mới vừa tôm đâm khô, cho không? Mình tôm khô. Tôm khô đâm đúng không? Tôm khô mình đâm ra. Dạ. Tôm khô mình đâm nhuyễn ra. Ha. Tôm khô đâm nhuyễn. Đó là chị mới trộn cái tôm khô vào đây. Dạ. Mình bóp. Rồi cho một xí bột nêm vô đây. Rồi tiêu. Tiêu đây. Dạ. Dạ. Đây là một tí tiêu. Giờ mình đập vô một tí tỏi. Rồi, mình cho thêm gì nữa không? Tiêu, tỏi, tiêu, cua, thịt xay. Cua, thịt xay. Tôm khô đâm. Tôm khô mình đâm ra, tại vì có tôm khô thì nó có một cái mùi vị rất là ngon. Thì bây giờ Tiến thấy là chị Lợi đang giúp băm tỏi nhuyễn ra ha. Để băm mình trộn vô. Ra để mình trộn vô trong này. Dạ. Cũng không có nhiều lắm đâu, một chút thôi. Chừng 2 tép tỏi thôi. Để cho nó có một cái đủ cái mùi vị cho cái miếng thịt cua. Rồi. Dạ. Đó. Mình cho một ít hành phi hả? Hành phi chị co cho lên để cho nó thơm, cái hành phi cho nó thơm chút xíu thôi. Và đặc biệt là cái ở bên này thì Hương Lan nấu một cách đơn giản là cái gạch cua nấu bún riêu. Có bán ngoài chợ Việt Nam. Nó có bán ngoài chợ Việt Nam.
mình cho một muỗng này mình bỏ vô để mình trộn. Phải nói là nhiều khi quý vị biết á, ở Mỹ á, thì ở rất nhiều bang, không có đâu bằng ở miền Nam California á, thì đây có rất nhiều các nhà hàng, rất là nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên á, là có những cái món mà mình đi tìm ăn không bao giờ mình tìm được cái khẩu vị mà mình đã từng ăn ở ngày xưa ở Việt Nam hay ở một cái quán nổi tiếng nào đó. Và đặc biệt trong rất là nhiều món, Tiến rất là luôn nhớ cái món bún riêu, thưa quý vị. Mà đến đi cũng nhiều nơi lắm mà chưa bao giờ tìm được cái món bún riêu mà nấu kiểu giống như là family nấu á chị. Thì hôm nay rất là may được chị Hương Lan đến để chiêu đãi Đức Tiến và cho quý vị cách nấu bún riêu theo kiểu của chị Hương Lan, kinh nghiệm từ Pháp sang Mỹ. Từ Pháp sang Mỹ luôn. Từ Pháp qua Pháp từ mình sang Mỹ. Đức Ali. Thì mỗi khi nấu thì chị cũng phải nấu bằng cách này thôi. Dạ. Tại vì mình cũng đơn giản bớt, không có đủ điều kiện để mình làm, thế vì mình mua cái mấy con cua con mà đập ra thì nó mình không có làm nổi. Dạ. Và bây giờ chị cho hai cái trứng gà vô. Dạ. Mình cho hết trong đỏ trong trắng luôn chị cho ha. Luôn đi, cho luôn dạ. Vô đây. À, thêm hai quả trứng vô không quý vị ha. Thêm hai quả trứng vô, tại vì mình cái thịt mình chỉ làm cho một tô này thôi. Dạ. Yeah. Thì mình lấy hai quả trứng là đối với chị là nhiều rồi. Ừ. Nhưng yeah. mà mình muốn như vậy cho nó đầy đủ và cái riêu của mình nó sẽ bây giờ khi xong phần này rồi đó. Ừ. Thì mình sẽ đem mình hấp. Dạ. Yeah. À, tức là mình trộn đều tất cả trộn mọi thứ đều lên. Tất cả bốp mọi cho nó trộn hết cho nó hòa tan nó thấm vào. Hòa tan nó thấm vào là mình bắt đầu mình đem đi hấp. Mình hấp riêng. Ừ. Và bắt đầu mình đem qua cái nồi mình riêu. Mình đóng riêu nấu. Dạ. Yeah. Đó, bây giờ Tiến thấy là chị Hương Lan đã trộn nguyên cái hỗn hợp này gồm có là thứ nhất thịt xay, tiếp đến là cua ha, thịt cua, tiếp đến là tiêu, tỏi, rồi trứng ha, mấy quả trứng, rồi tí xíu cái hành phi, và đặc biệt là tôm khô được đâm hoặc xay nhuyễn, bỏ vô. Nguyên hỗn hợp này trộn tất cả lên và thành một cái tô, sau đó mình đi chưng. Dạ. Dạ vâng. Đó, rồi mình đi chưng. Dạ. Rồi. Cái này bây giờ là sẽ đem đi đem vô trong chân hấp ha. Rồi thì Tiến sẽ mang cái này, cái đây là cái hỗn hợp mà đã được trộn xong nha. Thì cái phần này là mình làm hướng dẫn, bây giờ Tiến sẽ mang vô trong hấp nha. Và sau đó thì bây giờ mình tiến hành tới mình cắt cà chua trong thời gian mình chờ nước sôi nó sôi. Dạ. Yeah. Trong nồi nước sôi này thì Hương Lan mua sườn non, mình cắt nhỏ rồi mình luộc sơ cái sườn non đó, mình đổ cái nước đi. Dạ. Yeah. Rồi cái rửa sạch rồi nấu cái nước cái gì thì mình lấy để mình làm nước dùng cho yeah. nồi bún riêu. Dạ. Đó, chị cần thêm và gì nữa. Và bây giờ mình cắt cà chua nè. Cà chua rồi mình có đậu hũ nè. Xong rồi mình có đậu hũ chiên. Dạ. Đó, và mình xúc tiến tới mình bắt vô cái nồi và mình luộc bún. À, đó làm luộc bún rồi. Bây giờ tiếp tới thì mình xem cái nồi nước sôi. Cái này là nấu nước dùng rồi nè. Dạ. Còn ở đây là mình đang nó sôi rồi thì em mình mở đi ra để cho mình luộc bún. Cái nồi nước để luộc bún thì nó sôi nha quý vị. Bây giờ thì chị Hương Lan bắt đầu là bỏ bún vô luộc nha. Dạ. À, trước khi mình bỏ bún vô luộc thì nước nó sôi thì mình cho hai muỗng dầu ăn. Để cho nó rời cái bún ra. À, nó không dính cho bún đâu chị. Nó không dính cái bún. Ồ, hay quá. Cái này cũng biết nha. Lúc trước Tiến không biết cách luộc nên là bỏ chung vô luôn á. Đây là nó bị dính cho bún của mình. Đó. Đây mình luộc cái bún. Hương Lan nên gửi đến quý vị là bún tươi Simply Food. Dạ. Cái bún này quý vị cũng biết là Tiến thấy là cũng có bán ở nhiều khu chợ Việt Nam mình lắm. Quý vị có thể đến tất cả các khu chợ Việt Nam mình có thể có được, các cái chợ ở Orange County và cũng như các tiểu bang đều có cái bún này đang bán ở đó. Dạ. Để nấu những món bún thì mình nên chọn bún tươi của Simply Food. Hương Lan nên gửi đến quý vị một lần nữa. Và nhớ khi nước sôi thì mình bỏ 2-3 muỗng dầu ăn để cho cái chất dầu ăn này nó thấm vô, rồi khi mà bún nó chín ra thì nó sẽ được rời ra cho nó không có bị dính cục lại. Rồi. Trong khi đó thì bây giờ mình đến cái nồi nước lèo của mình phải không chị? Cái nồi nước dùng này thì Hương Lan đã nấu nó với sườn non. Cái sườn non Lan mua về sắc nhỏ, xong rồi mình luộc cái nước đầu đổ đi, nó sôi lên những cái chất dơ mình đổ đi, đừng có tiếc tại vì cái đó nó không có ngọt đâu. Mùi thôi thì đổ nó đi và rửa sạch bằng nước lạnh, xong rồi mình mới bỏ vào trong nồi này mình nấu. Yeah. Thì mình giữ để cho cái nước nó trong, chứ còn nếu mà mình để nó sôi mà trong cái nước thịt nó còn lẫn cận thì cái nồi nước của mình, cái tô mình múc ra nó không có trong thì nó sẽ bị cái bợn mà không bao giờ mình vớt nổi hết. Dạ. Yeah. Đó. Rồi bây giờ mình muốn bỏ gì không? Mình có đem một số gia vị mê rồi đúng không chị? Rồi mình đã có thịt
thịt xương rồi, nước sườn non rồi, nước sườn non rồi. Và Hương Lan bỏ cái nước này, cái gia vị cua nấu bún riêu. Cái này nó bán ngoài Thái của Thái Lan. Thái Lan. Nhưng mà ở đây mình bỏ vô trong nồi để mình lấy cái nước của nó. Cái lượng thì tùy theo. Ví dụ như bây giờ đó mà mình nấu một cái nồi mà lớn như vậy thì Hương Lan nghĩ là nó cái hũ nhỏ nên không có đủ. Nó không đủ cho cái nêm nếm của mình. Vậy hả? Vậy mình còn một hũ nữa, nếu chừng muốn em có thêm một hũ extra. Đây. Mình lấy một hũ. Tại vì thật sự ở đây mình chỉ nấu mình để cho thêm cho nó có màu, thay vì bây giờ mình nấu dầu điều. Dầu điều đúng rồi. Nấu dầu điều mình cà xào dầu điều vô mình làm thì ở đây người ta làm sẵn cái này thì cái nước này Hương Lan nấu là rất là ngon. Mà ở trong này thì mình cũng đã có nước ngọt của nó là nước sườn non. Sườn non rồi, dạ. Yeah. Mình bỏ thêm nửa hũ này vô. Nếu mà mình không làm bỏ hũ nhỏ thì em mua nguyên một hũ lớn này là nó cho một cái nồi này. Cho cái nồi lớn đó, dạ. Yeah. Thật sự cái nồi này cũng đâu phải là nồi đầy đâu. Đúng rồi. Nó cũng là 3/4. Dạ. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ thêm vào một ít bột nêm. Đây. Để cho nó có mùi vị, một muỗng bột nêm vào. Và cái thêm này là bí quyết của chị Hương Lan chia sẻ là khi mình luộc bún đó, thưa vị ha. Đó là chúng ta thêm cho một muỗng dầu ăn để cho bún nó được rời ra mà không có dính. Một muỗng, hai muỗng là tùy theo cái mình ít luộc bao nhiêu, không? Ít hay nhiều. Dạ. Mỗi người nấu một cái cách khác nhau. Hương Lan nó nấu kiểu giả chiến thôi. Chứ mình không có làm đúng cái bún riêu như của chính gốc của người Bắc làm. Đúng rồi. Thì phải có giả được cái đó. Thì ở bên này thì làm cái đó thì nó nhiều khê lắm. Bà em thấy là bún riêu nó cũng đi theo tùy theo vùng miền. Cái người Bắc thì nó đậm, chủ yếu là cua là chính. Nhưng mà vô tới Sài Gòn là nó có, ví dụ có nhiều người có giò heo nữa. Có nơi có huyết nữa. Có nơi có sườn non nữa, có nơi có chả lụa nữa. Cái ý thích của mỗi riêng của mỗi người, có nhiều người thích ăn huyết thì mua huyết. Có người thích ăn giò heo thì mua giò heo. Nhưng mà tại vì mình muốn ăn đơn giản cái kiểu của để cho mình dễ dàng nấu khi mà mình thèm tới cái món bún riêu. Dạ. Sốt này nó chỉ có sườn non thôi. Dạ. Yeah. Tại vì Hương Lan thích ăn sườn non. Có nhiều người thì thích đổ cái riêu lên trên để cho nó nổi lên bền. Nhưng mà Hương Lan thì Hương Lan lại thích mình hấp cái riêu đi. Cái riêu đó đi. Thành hấp cục. Thành cục. Khi mà mình ăn mình quết một cục mình để lên. Thì mình ăn tới cuối tô thì nó cũng vẫn còn cái cục đó. Đó rất là thèm rồi đó quý vị. Quý vị sẽ đợi chút xíu sẽ được ăn nha. Rồi bây giờ chắc là Đức Tiến kiểm tra lần nữa coi là bún của mình được chưa nha. Để coi. Để chắc phải Tiến thử đó, phải thử rồi. Thường trên bún này họ khuyến cáo mình luộc là khoảng chừng 6 cho tới 8 phút ha. Tùy thêm mình ít hay luộc nhiều. Nhưng bây giờ thì coi. Chưa chín. Bịch này thì họ có hướng dẫn cho mình tùy theo mình làm bao nhiêu. Dạ. Cái mình nói mới ước lượng được là bao nhiêu phút. Dạ. Mà theo như cái Hương Lan thì Hương Lan nghĩ là mình thì mình nấu thì mình cứ nên theo kiểu bình dân đó. Là mình kiểm tra tại chỗ liền. Mình kiểm tra tại chỗ thì nó chắc hơn chứ còn nhiều khi mình coi cái lửa mà, do cái lửa mình mở lớn mở nhỏ nó phân gì. Đó. Đến bây giờ Tiến thấy là bún bắt đầu chuẩn bị chín rồi đó. Dạ. Bây giờ mình đến cái nồi nước súp của chúng ta, nồi nước dùng chúng ta. Cái nồi nước dùng thơm này quá đây. Ha. Wow, thơm dậy sống luôn á. Cái nồi nước dùng này đó. Vợ mình nói wow, này nấu phở gà luôn. Dùng thử thì thấy tiện lợi mà không mất đi hương vị truyền thống. Nguyên một bữa ăn với nhiều món khác nhau mà lại vừa ý cả nhà. Là một đầu bếp chuyên món Việt, tôi thấy các sản phẩm của Simply Food tươi mà dễ bảo quản, vẫn giữ được độ dai mềm và thơm ngon, phù hợp với tiêu chuẩn của nhà hàng. Mình thậm chí còn nghĩ ra vài món mới để tạo bất ngờ cho vợ nữa. Thực khách cho phản hồi rất tốt, họ rất hài lòng. Con tôi kêu chứ, mẹ ơi, cho con thêm tô bún nữa nha. 5 sao, ai cũng thích. Cảm ơn Simply Food nhiều nha. Simply Food, tự hào sản phẩm đến từ quê hương. Thì bây giờ mình bỏ cái cà chua vô. Ok. Bỏ cà chua vô gì ha? Bỏ cà chua vô. Dạ. Yeah. Đây mình bỏ cà chua vô. Một hũ rồi thì em thấy không? Cái màu nó rất là đẹp. Dạ. Yeah. Nè. Ừ, nó lên màu, không cần phải làm cái hột điều chị, em thấy không cần hột điều đúng không? Chị không có làm hột điều tại vì ở trong này nó có đủ và nó có cả mùi vị cua nữa. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ Đức Tiến thấy là bún đã chín rồi nên Đức Tiến sẽ bắt đầu đi đổ bún và xả nước lạnh đúng không chị? Xả nước lạnh xong rồi đó. Thì bây giờ em xả trong cái rổ rồi em cho chị cái một cái tô nước lạnh. Dạ. Yeah.
một thau nước lạnh riêng nữa, bỏ bún này vô. À vậy thêm lần khi em làm sạch em bỏ vô rồi em đem ra cho chị. Rồi ok à. Chị nha. Dạ đây là mắm tôm bà Hai Texas. Đây là mắm tôm mình đọc tên luôn, bà Hai Texas. Ủng hộ bà Hai. Ủng hộ bà Hai. Và đây là mắm tôm của bà Hai mình bỏ vô đây. Đơn giản là cái nồi lớn này thì mình làm một muỗng thôi. Rồi bây giờ chị Hương Lan đang nếm lại cái gia vị của cái nồi súp, cái nồi nước dùng cho bún riêu, bún riêu cua. Với Hương Lan thì Hương Lan thêm một muỗng bột nêm. Dạ. Nó thêm cái gia vị cho nó đậm đà cái nước. Dạ. Có đậu hũ. Trong khi đó thì bây giờ Đức Tiến sẽ chạy vô coi là Tiến đã hấp cái cua đó chín chưa. Comment đây cho quý vị nha. Dạ rồi. Mình bỏ đậu hũ chiên lên. Ở đây đậu hũ chiên thì ra mua ở ngoài nhiều tiệm, đến tiệm Đông Phương nhiều tiệm lắm. Trong các chợ Việt Nam cũng có bán đậu hũ chiên. Cái mắm tôm này đó thì Hương Lan nghĩ trên bàn mình phải có, tại vì giờ phải nêm vô thêm thì nó mới dậy mùi lên. Ừ. Chứ mình không có nêm ở trong nồi nhiều quá, mà trước khi mình ăn mình bỏ nửa muỗng cà phê vô thì nó sẽ dậy mùi và nó rất là ngon. Dạ. Rồi bây giờ thì bún đã luộc xong, cọng bún rất là dai dai rất là ngon, nhưng mà vì mình muốn để cho nó dễ dàng hơn thì khi luộc mà vừa xả nước xong rồi thì Hương Lan lại bỏ ngược nó trở vô đây. Đây là cái thau nước lạnh. Đó thì nó sẽ bung ra. Và nó cũng đi bớt đi cái bột mà còn dính lại. Em rửa gì rửa nhưng mà nó vẫn còn. Thì em cho nó ra một cái thau nước lạnh. Và bây giờ tùy theo mình ăn đây, mình dắt từng câu. Với Hương Lan thì Hương Lan dắt từng dắt vậy nè. À hay quá. Mình dắt như vậy nè. Đó là cách mà Hương Lan thường làm ở trong ở nhà. Mình dắt mình đã để trở đây. À, hoặc là dắt từng búi, từng búi. Dắt từng búi như từng vậy. Búi vậy đó. Thì khi mà em lấy cái bún đó, thì em khỏi cần giật ra. giật ra không giật nữa mà em chỉ bốc một múi vậy thôi. Thì cho khoảng được một tô. Thì là nó là một tô. Một tô. À, tùy theo quá. Người ăn ít ăn nhiều, mà chị thì làm cái trung trung vậy đó. Dạ. Thì cái này là cho một tô. Đây là cái dắt của mình đây. Rồi một rồi tô mình đó. Bỏ nó vô đây. Đó. Cái dắt này là cái dắt một tô. Hay quá. Cái này hôm nay tôi tiếp được học hỏi thêm nha quý vị, chứ thường nó tiếng luộc bún để luôn đúng chị Lan đúng á. Mình để ra nguyên cái rổ cái mình cứ giật cái giật cứ kéo rồi cái nó rất là mềm, nhưng mà mình kéo ra cái nó lại từ lưa ra đó. À nhìn đó, không đẹp, ra. Không ngon ha. Đây là bún bún gạo tươi á, 100% organic tự nhiên, không có GMO, tức là không có biến đổi gen. À, ăn rất là tự nhiên. À, Đức Tiến cũng rất thích cái bún thương hiệu Simply Food này. Bây giờ cái món này là món Hương Lan nấu bún thường riêu. Ở nhà, bún riêu nấu thường ở nhà thôi. Dạ. Đó. Bây giờ thì Tiến sẽ chạy vô trong coi là cái nồi mà chúng hấp cái cua á, nó chín chưa xong này cho quý vị nha. Mình dắt ra cho nó từng dắt để cho nó khô. Xong rồi khi mình muốn nấu cái gì mình làm ăn, mình chỉ cần dắt một dắt để vô tô. Cái này là Hương Lan cũng học lại từ một người khác, từ người bạn tới nhà chơi đó. Rồi họ chỉ lúc mà nấu bên Pháp á, thì họ chỉ mình nói, ủa, mình bước vô nhà mình thấy, ủa, sao mà thấy cái nồi bún người ta làm sẵn rồi mà thấy nó từng dắt mà người ta còn kỹ, người ta dắt nhỏ xíu à. Mình ở đây mình làm cho nó rộng rãi vậy thôi, chứ còn họ dắt chắc chút vậy nè, họ ăn thì một tô có khi người ta bỏ hai dắt vô. Nhưng mà Hương Lan làm thì Hương Lan lại nghĩ thôi, mình làm cho nó gọn lại, một dắt thôi là đủ cho một tô. Bây giờ thì nó đã sôi lên hết rồi, cái gì mình cũng nên cũng xong rồi. Tuy nhiên với Hương Lan mình phải có một muỗng nước mắm, tại vì cái nước mắm này đó mình hồi nãy mình không có nêm mặn lắm, nhưng mà cái nước mắm này thì nó dậy mùi cái nồi này. Wow. À, nấu canh thường nhà cũng vậy. À, khi nấu Hương Lan nêm xong hết rồi, nhưng mà trước khi mà chuẩn bị để mà múc ra tô thì Hương Lan cho thêm một muỗng nước mắm vậy. Dạ. Tại cái muỗng nước mắm nó làm cho dậy cái mùi nước súp lên. Dạ. Nó sẽ hấp dẫn hơn. Cho nó tăng cái món ăn đó, mình nghe cái mùi nó hấp dẫn chút. Đây, cua đã được hấp chính theo đúng cái mong muốn của chị Hương Lan. Đây, cua hồi nãy mình làm đó, nhưng mà mình hấp cho nó chín. Hôm nay được biết là danh ca Hương Lan tới nhà nên đã tiến mua cái bộ tô mới đó, rất là đẹp và cũng thương hiệu nổi tiếng của Mỹ nha chị, nè của Mỹ nha, rất là nổi tiếng luôn, để ăn bún riêu. Cái này là thì thích ủng hộ người Mỹ chứ không có quảng cáo gì nha quý vị. Đừng quảng cáo quá, chị nhờ em đi mua giùm. Giờ được. Và đây là bây giờ là Hương Lan
Để đến quý vị có thấy để cái tô này vô là nó vừa đúng chưa? Wow, hay quá. Mình không cần phải lấy thêm hai ba cái, chừng một cái xoắn tay của mình thôi thì nó làm đúng một tô. Nhá. Với Hương Lan thì cái cua này đó. Đó, các bạn thấy là Hương Lan sẽ sắn vào đây. Wow. Và đây tô bún và cái giả riêu. Quý vị thấy không, thật ra mình nói cũng không tốn nhiều thời gian chị ha. Không tốn nhiều thời gian mà cũng rất là tiện lợi cho chị em bạn gái. Yeah. Nếu mà mình muốn ăn một cái món bún riêu mà mình thèm, thật sự khi mình đi chợ mình sẽ không làm được cái mình ra tiệm mình ăn thì người ta nấu ngon vậy đó, nhưng mà về nhà nhiều khi mình đi làm về mệt mỏi quá. Wow. Vậy là mình đã xong cái tô bún riêu. Thì xong tô bún riêu thì Hương Lan thấy rằng đó, quý vị cần cái này. Và thêm một cái mắm tôm nữa nha quý vị. Đó. Mắm tôm. Các bạn nào thích ăn mặn hơn chút và cho mình phải bỏ thêm một nửa muỗng mắm tôm. Thích mặn hơn chút hay là thích vừa nhưng vẫn phải có miếng mắm tôm để lên thì nó sẽ ngon. Dạ. Hy vọng rằng các bạn làm theo món bún riêu của Hương Lan để ăn xem coi cái món này nó như thế nào. Nha. Dạ. Đây là rất là giản dị, mình nấu kiểu giản dị của Hương Lan thôi, không dám nói tới người thợ đâu nha. Bây giờ thì chúng ta thấy là có sẵn tất cả mọi thứ rồi, bún riêu cũng đã chín và múc ra tô rồi, và dĩa rau cũng có sẵn luôn rồi. Có lẽ là bây giờ chị em mình sẽ ăn thôi đúng không chị? Dạ, bây giờ thì mình sẽ mời cả nhà ăn. Như vậy là chúng ta vừa mới nấu bún riêu của chị Hương Lan theo cách rất là ngon nha. Và bây giờ là chúng ta sẽ qua bàn ngồi ăn để ăn nó như thế nào và cùng tâm sự cùng một chút xíu nha. Bây giờ chúng ta sang bàn ăn. Bây giờ thì đã nấu xong món bún riêu Hương Lan rất là thơm ngon. Và trên bàn này thì Đức Tiến cũng có được một tô, chị Hương Lan một tô và chị Lợi Froda cũng được một tô. Nhưng mà thường trước khi ăn mình có nếm thử không chị? Hay sao chị? Bây giờ đó thì em cứ nếm thử coi, em nếu em thích và em cảm thấy nó còn hơi lạc một chút thì thì em sẽ thêm mắm tôm vào. Dạ, em thử nha, thử cái nước dùng nha. Em thấy nó đậm đà và ngon rồi, không cần thêm mắm tôm. Thì mình không cần thêm mắm tôm nữa. Dạ, nó vừa rồi, ngon rồi. Dạ. Và đây chanh. Thêm miếng chanh chị cho nghĩ nó là chua, em ha. Thêm miếng chanh. Dạ. Tại vì cái này nó phải có miếng chanh. Đó. Dạ. Đó. Chị cũng có miếng chanh. Dạ. Cho chị Lợi trước đi. Mình lo khách trước đi. Chị Lợi khách ở ngày xa. Ngày khách ở rồi, xa. Cali về Florida bỗng nhớ bún riêu Hương Lan. Wow. Và bây giờ cái rau nào mình thích ăn thì mình bỏ vô, như ở đây thì chị thì cái món thường thường có là phải có kinh giới. Dạ. Yeah. Giá thì kiểu như miền Nam thì ăn giá, người yeah. Bắc thì tôm ăn, mà mình á thì theo người Nam mình ăn giá, bắp chuối, hoa chuối, ngọt. Chuối ngon quá. Ngọt, đầy đủ ha. Dạ, rồi em xin một vài cọng rau thơm ha. Em bỏ vô đây quý vị. Dạ. Sẵn đây tâm sự chị Hương Lan là thường á là chị Hương Lan nấu ăn ngon được như vậy á. À, và cái đó là do chị học hỏi hay là do ngày xưa chị được ai ở nhà truyền dạy lại được? Chị có những cái món ăn thường ngày mà chị nấu cơm ăn thường đó là do bà nội chị dạy. Học thêm, bà nội chị là người Bạc Liêu. Bạc Liêu nhớ có nhiều món ngon lắm, nhưng Bạc Liêu có mấy cái mắm, món bún mắm, rồi có mấy cái món lẩu phải không chị? Thì gọi là lẩu mắm đó. Lẩu mắm đâu không? Rồi có món bún nước lèo. Oh. Hôm nào thì chắc là mình phải nấu một nồi bún nước lèo. Bún nước lèo Bạc Liêu. Bún nước lèo. Dạ, bây giờ ăn bún riêu trước xong có gì. Ăn bún riêu. Và đây ăn ớt không? Chưa gì mà nó đòi ăn ớt không? Cho ăn miếng luôn. Và Hương Lan cũng xin lỗi là cắt nhiêu là ăn hết rồi đó. Hương Lan rất là mê ớt. Rất là đậm đà thưa quý vị. Đó. Còn đây là cái cua mà mình đã ăn thử cua. Mình đã hấp lên ha. Và nó làm xong rồi. Ngon. Em ăn thử miếng cua nó sao? Dạ. Ngon, chắc thịt mà thơm. Rất là thơm ha. Hồi xưa có tiếng mê ăn cái món riêu cua lắm nhưng mà không có biết làm. Hôm nay giờ chị Hương Lan chỉ cho mình mà biết làm thêm cái món cái riêu này thôi chị. Nó cũng không khó lắm chị ha. Không có khó lắm. Mà mình làm thì nó đó, em thích ăn rua nhiều thì em bỏ cái em sắn nhiều, còn nếu em muốn ăn ít thì em sắn ít thôi. Dạ. Rồi hết thì mình lấy nữa. Dạ. Nhưng mà cái đặc biệt đó là chị nó trong cái nồi nước của mình đó là nó chỉ có cà
với lại đậu hũ chiên thôi. Chứ còn nó cũng không có, nó không có lên láng, tại vì mình không có bỏ vào. Đúng rồi, nó gọn trong một cục. Nó gọn trong cục. Tơi ra, dạ. Và đó là hy vọng hôm nay cái món bún riêu này do chị Hương Lan hướng dẫn Đức Tiến cùng với chị Lợi Florida chia sẻ cùng tất cả quý vị, chúng ta có thêm được một cái món để chúng ta nấu. Nhiều quý vị cũng thích nói Đức Tiến là Đức Tiến ơi, coi Tiến nấu nhiều món lắm rồi mà sao chưa nấu bún riêu. Hỏi em nhiều lắm, nhưng mà em nói là em cũng đang học mà cũng chưa biết có làm được hay không. Tại vì mỗi lần làm cũng rất là cực. Nhưng mà may quá hôm nay chị Hương Lan có nhận lời nói là sẽ đến giúp Đức Tiến và nấu cùng Đức Tiến cái món bún riêu này. Thì hôm nay cũng chia sẻ tất cả quý vị cái món bún riêu này. Và hy vọng là quý vị sẽ yêu thích cái món này và nấu được nhiều gia đình cho mình ăn nha. Ở đây là món bún riêu giả chiến của Hương Lan. Bún riêu Hương Lan. Nấu giả chiến thôi. Chứ còn nếu mình nấu mà nhiều người tùy theo ý thích. Thích bỏ huyết vô hay là bỏ giò heo vô, đó là ý thích của mỗi người. Chứ còn nấu bún riêu mà thuần túy mà Hương Lan ăn từ nhỏ tới lớn là nó chỉ có chừng này thôi. Dạ. Cảm ơn đến chị Hương Lan, danh ca Hương Lan rất là nhiều. Cảm ơn đến chị Lợi Florida hôm nay đến với nhà Đức Tiến và nấu món ăn mà bún riêu rất là ngon. Nhưng mà trước khi chia tay quý vị, Đức Tiến muốn dành lại cái lời tạm biệt quý vị dành cho chị Hương Lan, dành cho tất cả quý vị coi cái show mình ngày hôm nay. Hương Lan cũng xin cảm ơn thì giờ quý vị đã dành trong cái chương trình hôm nay với cái món bún riêu giả chiến của Hương Lan. Nấu một kiểu rất là đơn giản, nhanh gọn để cho gia đình có một món ăn bún riêu. Có thể nói là khi mình nấu được rồi mình sẽ làm, mình sẽ nghĩ là mình nấu theo ý mình. Nhưng mà nó cũng mang tên là bún riêu giả chiến Hương Lan. Và quý vị cũng thấy ngày hôm nay nấu được một tô bún riêu ngon như thế này, thì ngoài tất cả những gia vị cua hay là đậu hũ hay là cà chua và những thứ khác á, thì Đức Tiến cùng chị Hương Lan cũng có dùng cái bún tươi này. Dạ. Đây là cái bún tươi của thương hiệu Simply Food ha, rất là dễ nấu, ngon, dai và đặc biệt là nấu được cái món bún riêu này rất là ngon. Và hy vọng là trong những show sắp tới, ngoài cái show bún riêu này ra, thì Đức Tiến sẽ mời chị Hương Lan quay trở lại nữa, nấu thêm nhiều món ngon khác nữa. Chị ok đúng không? Mời quý vị nhớ mua bún tươi hiệu Simply Food. Cảm ơn xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Dạ, xin chào tạm biệt quý vị.